MC vị tranh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vĩ, rap hay bùng nổ. Là mưa rồng, nắng cháy, ngã rẽ, vòng xoay, bão tố, không ba thì cha sẽ mãi là. Vơ hai đổi lên câu một đi, nó hay hơn. Tại cái khúc mà nó nhiều thông điệp hơn của em thì nó nằm ở vơ một, thì anh nghĩ để đến sau nó boost bài lên thôi. Do là em viết theo một cái mặt cảm xúc á. Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lợp đợp trên nóc nhà, cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi. Lúc đó cha hiểu ra một điều là chắc về hạnh phúc như thể còn gấp đôi. Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè sẽ chẳng còn thường xuyên. Sáng đi làm bảo vệ, tối làm sườn in áo để in cho con những bình yên và in cho con những giấc mơ đầu đời. Tô thêm mây và nắng mai, dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ cha trắng tay, vì cha đã có một thằng con như con bằng học sinh giỏi tiểu học chạy đi quê khắp sớm. Năm cấp 2 rồi năm cấp 3 với những chuyện công vụ ở trong căn nhà cấp 4. Lên đại học chạy ngang chạy dọc nhưng mà cha vừa có mình cấp 4. Cảm ơn vì những lần mắng và trời với những lời nhắn mà gửi để con phiêu lưu khắp trốn cha ơi. Tôi đã thật ít cha của mình như là bao người khác. Ông nhìn lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lời nhắc. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm. Chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có ngày huy hoàng. Và đã bao lâu mà chưa được ngồi xuống, đã bao lâu mà chưa về nhà ăn mâm cơm. Có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này không xoay nhanh hơn thời gian, luôn là bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy trên cái nắng trưa vàng sẫm, ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh của một lời cám ơn tới bên kia màn ảnh. Hơn cả mây ngàn xanh tít đằng núi cao Sài Gòn quận 8 che đi những cơn bão. Tuy là không sống cùng thời nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời. Không thể nói dùng lời, và hôm nay con làm biết thêm bài hát dành cho đứa con của con. Sau này dù ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù có thất bại hay thành công, dù là mưa rông, nắng cháy, ngã rẽ, vòng xoay, bão tố, không ba thì cha sẽ mãi là. Vơ hai đổi lên câu một đi, nó hay hơn. Tại cái khúc mà nó nhiều thông điệp hơn của em thì nó nằm ở vơ một, thì anh nghĩ để sau nó boost bài lên thôi. Dạ. Cái cuối vơ một đúng không anh? Đúng rồi, anh nghĩ nó để kết cái này nó sẽ đẹp hơn. Do là em viết theo một cái mặt cảm xúc á, nên là em sẽ cố gắng gì em đổi. Hoặc là nếu em không muốn đổi thì anh nghĩ chỗ này em nên chỗ này thôi. Dạ. Nên một cái quả gì đó nó đẩy với bài lên. Dạ. Sửa chỗ này. Nhưng mà chưa hiểu cái ý tứ của mình, giống như là bắt đầu bằng tôi đã như cha của mình đó thì nó chưa được. Và sau đó thì mình sẽ bài hay mà. Cảm ơn.
trả lời tôi xin lỗi nhé. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn giả vờ khỏe đi dậy sớm đi làm, chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu mà chưa được ngồi, đã bao lâu mà chưa về nhà ăn mâm cơm. Có một điều hiện tại tôi không muốn, đó là kim đồng hồ này không xoay nhanh hơn thời gian, luôn là bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy những cái nắng trưa vàng sẫm, ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh, cùng một lời cảm ơn từ phía bên kia màn ảnh. Hơn cả mây ngang, xanh tít đằng núi cao, Sài Gòn quận 8 che đi những cơn bão. Tuy là không sống cùng thời, nhưng mà sẽ mãi là ánh sao cổ riêng một vùng trời không thể nào dùng lời. Và hôm nay con lại viết thêm bài hát dành cho đứa con của con. Sau này dù ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy, thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù có thất bại thì nó thành công, dù là mưa sông nắng cháy ngã rẽ vòng xoay bão tố phong ba, thì cha sẽ mãi là đây là một câu chuyện tình yêu. Nói đúng hơn là một câu chuyện cổ tích. Thì bởi vì cổ tích nên mới có cậu ba Lục Bình tuổi này nè. Còn bây giờ nghe kể chuyện nè. Sớm ai cũng hoa quên vào lời hát thần tiên, gửi trao người ngàn điều tuyệt vời yêu suốt đời. Trời thêm mấy ngàn bay để nơi xa bình yên. Cậu bạn nói tôi cũng nghe là mang nó sao mà cả được chè già. Tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải ghim vòng mỗi tiền xe nhà. Cậu ba mà đã nói lý thì chỉ có đúng chứ chẳng có sai. Mà nếu như cậu có sai thì chính tụi con nên tự coi lại. Nói về cho cậu thì nó có ưu điểm là một đứa trẻ ngoan. Mỗi lần nó bóng gặp tình huống nguy hiểm là nó nhận thẻ vàng. Bơi lội không bằng được ánh viên, dù cậu tặng thêm đôi cánh tiên. Cậu nghĩ cậu cần một phép biến để cho hai đứa được sánh duyên. Đó là cậu gửi xong, ở xa xa nghe có ai muốn cậu ba gửi cho một phép biến hay không ạ? À, phía bên này hả? Ồ, xa xa có người giơ tay kìa. Để đó cậu. Ba rô làm cho người ta khổ, đôi khi còn đúng cái ba lỗ. Ba chuồng làm cho người ta buồn, người ta buồn là mày ra đường. Ba cơ làm cho người ta mơ, người ta mơ là người ta chờ. Ba bích làm cho người ta thích cái con ba nữa. Đến thật nhiều phép màu, cậu mang ngọn lửa tình yêu. Ghé vào yêu từ tính cách đến tận tế bào. Yêu lúc mang đá tới khi còn dép lào. Yêu là một tức là con số không người tả vào về thứ sâu xa. Đến lúc là nếu có quá tôi chỉ cần yêu hai chữ cậu quá. Thì dù bên đâu hay là bên tay, nếu không cần cậu sẽ lựa qua ngay. Không bên nào mấy câu ngôn tình á, cậu sẽ tặng cho một bài ca hay. Cậu mà ra tay như thế nào thì cũng ok la. Tình yêu sẽ đẹp và chữ tôm như hủ tiếu vì da. Qua thời ông Tơ Bà Nguyệt, đến lúc cậu ba tiếp góp, mang tình yêu cho cuộc sống. Từ truyền hình qua TikTok, bà con ở khắp trong nước cũng như quốc tế xa xôi. Bà con khắp mạng xã hội, có gì cần cứ gọi cậu ba thôi. Khẩu Phật niệm chân ngôn, phép màu lại hô biển. Con ba bích rồi nè, dắt tao qua Paris đi.
bây giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.